Chào mừng 36 cô gái xinh đẹp đã quay trở lại với thử thách chính thức của Miss Earth Việt Nam 2023, hành trình trái tim xanh. Và thử thách hôm nay, thử thách catwalk với tên gọi Những Bước Chân Mạnh Mẽ. Mình không phải là người mẫu, cho nên nó là một cái thử thách làm cho mình lo lắng. Tình hình catwalk của nhà khí chỉ có tầm khoảng 3 bạn có thể làm tốt, còn lại mình phải tính nhiều rồi đó. Các thí sinh sẽ trình diễn trước ban giám khảo những trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của thương hiệu Xích Đô, đến từ nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Các thí sinh sẽ lần đầu tiên bước trên sàn runway. Trên sàn diễn sẽ có cát. Có sỏi và có đá. Thảo chưa bao giờ được catwalk trên địa hình như thế. Vân thấy đây là một trong những thử thách rất là khó với những thí sinh lần đầu tiên tham gia cuộc thi. Đề bài hơi khó cho nên là cũng hơi lo sợ một chút. Và sẽ có hai phần điểm ở trong thử thách catwalk lần này: điểm cá nhân và điểm nhóm. Và tiêu chí dành cho điểm cá nhân đó chính là yếu tố kỹ năng chiếm 10 điểm, còn lại là thần thái của các bạn sẽ chiếm 5 điểm. Và tiêu chí dành cho điểm nhóm đó chính là bố cục 10 điểm. Lại một thử thách cam go cho nhà nguyên tố khí rồi đây. Các mentor sẽ nhận được phối cảnh sân khấu catwalk. Các bạn sẽ tự training cho tất cả các thành viên của mình, tự sắp xếp đội hình. Các mentor cũng sẽ tự phải làm việc với đội ngũ trang điểm, đội ngũ làm tóc để hoàn thiện tạo hình mong muốn cho tất cả các thí sinh của mình. Các bạn sẽ tham gia tổng duyệt với sự hỗ trợ đến từ đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc. Xin mời đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc. Đây. Xin chào Hiếu Nguyễn, xin chào ba mentor Khánh Vân, Quỳnh Hoa, Hà Thu và tất cả các bạn thí sinh Miss Earth Việt Nam 2023. Hôm nay thì Hưng Phúc rất là vui khi có mặt tại đây với phòng thi catwalk, sẽ mang đến những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình cũng như là những thử thách nho nhỏ dành cho các bạn. Tôi mong muốn là các bạn phải có những bước catwalk, thứ nhất là mạnh mẽ nè, có sức sống, và đặc biệt là các bạn phải trình diễn với những bộ trang phục cồng kềnh và hơi khó. Hy vọng là với những kinh nghiệm của mình cùng với sự hướng dẫn của ba mentor ở đây sẽ giúp cho các bạn vượt qua được những thử thách tại vòng thi catwalk sắp tới. Cảm ơn những chia sẻ đến từ đạo diễn catwalk Nguyễn Hưng Phúc. Và ở thử thách lần này, nhà có tổng điểm cá nhân và điểm nhóm cao nhất sẽ là nhà giành chiến thắng. Vị trí first place thuộc về nhà nguyên tố khí, thí sinh Hoàng Thị Yến Nhi, số báo danh 017. Và vị trí verdet thuộc về Nguyễn Thị Thu Trang, số báo danh 062 của nhà nguyên tố lửa mentor Khánh Vân. Được ban giám khảo lựa chọn cho vị trí verdet, thực sự Trang cảm thấy vô cùng là vui và cũng có một chút lo lắng và hồi hộp. Ngay sau đây sẽ là trang phục dành cho các bạn. Bộ sưu tập Xuân Hè đến từ thương hiệu Xích Đô. Các thiết kế phiên bản giới hạn với 3 nhóm màu: trắng,
đỏ và đen. Làm chủ đạo với phong cách rất đa dạng, hôm nay tại Miss Earth Việt Nam 2023 sẽ là nơi bộ sưu tập lần đầu tiên được trình diễn tại Việt Nam. Và bộ sưu tập này đã rất thành công khi ra mắt tại Sydney, nước Úc. Và cùng với đó chính là trang sức đến từ thương hiệu Long Beach Pearl. Và thương hiệu giày Jeremy sẽ giúp cho các bạn tỏa sáng rực rỡ. Và như đã thông báo, đội chiến thắng ở vòng thi trước, đó chính là Bùi Quỳnh Hoa, sẽ nhận được một đặc quyền sắp xếp trang phục cho các đội thi. Chắc hẳn là Bùi Quỳnh Hoa đã có quyết định của mình, có đúng không nào? Em có thể đi xem đúng không ạ? Em hoàn toàn có thể, mời em. Suy nghĩ thật là kỹ nha. Vừa nãy trước khi quay hình, chị Thu chỉ có nói với em là chị chưa được mặc màu đỏ bao giờ. Thế bây giờ chị Thu có muốn lựa màu đỏ không ạ? À, sau khi thấy bộ sưu tập á, thì chị nghĩ là nhà chị vẫn hợp với màu trắng nha Hoa ơi. Này, chị quay xe mà... nhanh quá vậy. Hợp phải không mấy đứa? Hợp dữ lắm. Mời Bùi Quỳnh Hoa đưa ra quyết định. Em rất là thích bộ màu đỏ, bởi vì là em rất là tin vào tâm linh. Nhưng mà em không có muốn tranh giành cái màu đó, bởi vì là màu đó phù hợp với team của chị Khánh Vân. Trời đất ơi, trời đất ơi. Nghe cái choáng váng liền luôn á. Dài lắm là em. Hợp, là hợp dữ chứ. Và đấy có phải là quyết định của Bùi Quỳnh Hoa? Là màu đỏ sẽ dành cho nhà chị Khánh Vân ạ. Chúc mừng Khánh Vân. Hoa à, em quả thật là em gái ruột của chị đây rồi. Ôi, cô em gái Quỳnh Hoa, chiến thuật của em hay đó. Tuyệt vời. Thật ra chị thích bộ màu trắng hơn. Thương yêu nhau quá. Chị em, tình cảm thắm thiết để xem nước có dập tắt lửa hay là lửa sẽ đun sôi nước. Thì bây giờ là đồ dài khá nhiều nên là Vân cũng hơi lo lắng. Tại vì chị Vân chị nói là em là em gái của chị nên là em sẽ chọn cho team của em một cái màu đối lập với chị Vân, màu đen ạ. Là chị em tương tàn đó hả em? Quỳnh Hoa rất là thông minh khi mà chọn bộ sưu tập màu đen, vừa đủ nổi bật, vừa đủ đồ chơi. Và màu còn lại chắc chắn là của nhà chị Thu ạ. Đối với Thu thì bộ trắng rõ ràng là dễ đi nhất, nhưng mà không có nhiều đất diễn. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã có trang phục riêng dành cho đội của mình. Và bây giờ xin mời mỗi nhà hãy nhận trang phục. Các bạn sẽ có 1 tiếng 30 phút hoàn thành tất cả mọi thứ. Sau đó các bạn sẽ có 30 phút để tham gia rehearsal với đạo diễn Catwalk Nguyễn Hưng Phúc. Chúc các bạn sẽ có những bước chân thật vững chắc và thành công. Xin giới thiệu với mentor Hà Thu và tất cả các bạn, đây là chuyên gia make up Nam Đạt. Yeah. Anh Nam Đạt sẽ giúp cho tất cả các em trở nên rực rỡ hơn, xinh đẹp hơn. Những cái layout quần áo của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, thương hiệu Xích Đô. Điểm nhấn của anh ấy là hoa hồng và chân váy mang cái hơi hướng là cổ điển một xíu, cho nên là Đạt sẽ dùng là mắt nâu và môi nút. Môi nút bóng thì Đạt sẽ pha thêm một ít cam nhẹ lên là nút cam bóng, thì gương mặt của các bạn nó sẽ tươi hơn. Một cái layout make up monocharm tông nhấn nâu mắt thời thượng á, sẽ tôn lên vẻ đẹp cho đôi mắt cho các bạn. Mắt nhấn nâu bay, không có nhấn quá đậm và không có kẻ eyeliner quá sắc sảo. Dạ. Xin cảm ơn chuyên gia make up Nam Đạt. Thử thách vừa rồi á, team mình hay quá trời, thua luôn. Thua keo này ta bày keo khác. Thử thách này chị muốn các em phải cố gắng hết sức. Có những cái chương trình truyền hình thực tế như thế này á, thì rõ ràng các bạn phải rất cố gắng, rất là nỗ lực để mà có thể thể hiện bản thân mình. Anh Đỗ Mạnh Cường rất là thích những bạn mà đi theo kiểu high fashion á. Mọi người đừng có múa nhiều quá, chị cũng không thích múa. Mặc dù là team của Hoa không có First Frey hay là Verdes, nhưng mà Hoa vẫn muốn tạo một cái sân chơi rất là riêng biệt cho các bạn. Và đó là lý do Hoa đã tạo ra một cái buổi casting nhỏ. Bây giờ chị sẽ chọn First Frey và Verdes. First Frey là 095 và Verdes là 073. Đúng rồi, là hai bạn đó. Nhưng mà First Frey và Verdes có thể đổi, nếu mà vào set rehearsal mà mọi người không làm được thì chị vẫn sẽ đổi cho người khác. Hoa luôn phải nhắc bản thân mình là phải thật sự rất là công tâm để kéo được mood của tất cả các bạn thí sinh cùng giống nhau và các bạn cùng cố gắng giống nhau. Mình sẽ tranh thủ thời gian, mình có 30 phút thôi, chị sẽ xem qua đồ xem phù hợp với các bạn như thế nào. Và sau đó mình sẽ training các quát nữa. Bây giờ chị sẽ chọn luôn đồ cho team của mình. Nhà lửa thì đồ nhìn màu đỏ rất là đẹp, rất là bắt mắt.
nhưng kèm với đó rất là khó đi. Nếu như mình trình diễn được thì mình sẽ rất là tuyệt vời, nhưng nếu như mà mình không trình diễn được thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ bị chìm trong bộ đồ đó, nên là Vân khá là áp lực. Chị sẽ ấn định đồ luôn nha. Hoa biết là mình đang làm những cái rất là liều, nhưng khi mà mình làm như này, các bạn thí sinh sẽ có cái động lực để các bạn ấy cố gắng hơn nữa. Một khi các bạn cố gắng thì các bạn đều có những cái vị trí ngang nhau, đều có thể tỏa sáng. Khi mình đi ấy, mình đừng có nhìn mắt xuống. Ví dụ camera đó đúng không? Là mình phải giữ một cái điểm mắt nè. Posing. Khi pose á, nếu mà mình không chắc chắn mình đừng có pose nhiều. Chỉ một dáng thôi. Xong rồi Linh có thể đổi góc mặt và xoay. Xoay thì mắt vẫn giữa camera nhé. Khi mà mọi người đi xuống sỏi về cát ấy, nếu mà đi bằng gót ấy, rất dễ bị trượt. Nên chị muốn là mọi người đi bấu cái mũi chân xuống dưới và đi bằng cái mũi chân thôi, để mình bám được cái sàn. Cát sỏi đá nghe có vẻ hơi trơn trượt, nhưng mà mình vẫn có thể control được nó. Nhưng mà bậc thang là một cái mà mình bị ám ảnh. Khi mà mình bước xuống bậc thang là mình chắc chân, xong rồi đẩy cái hông qua, bước xuống tiếp bậc thứ hai. Bây giờ tập đi, hai bạn một lượt. Đây là một thử thách về catwalk. Mình sẽ chỉ hết cho tất cả các bạn những cái cách để mà các bạn có thể tốt hơn, tự tin hơn với khả năng trình diễn của mình. Pose ở cuối là mọi người phải nghĩ dáng pose làm thế nào phù hợp với đồ, chứ không phải ai cũng lên như này. Xong rồi như này thì đi thì 12 bạn đi chang nhau thì nó không có gì đặc biệt hết. Vì mình đi đôi, mình có thể switch cho nhau cái vị trí. Yeah. Em đứng đây thì em có thể đổi qua bên này. Yeah. Đổi qua. Nhìn chị nào, mình nhìn nhau để mình canh thời gian nha. Không có ai ở đây để em nhìn ở đây hết. Chỉ có camera và ban giám khảo ở đây. Một điểm nhìn, hai điểm nhìn, quay lại và xoay về giúp chị nha. Nè, nghe. Bước ra chị nói rất rõ. Bình tĩnh thôi, không có vội. Bước ngang nè. Chắc. Đi. Hiểu không? Ghi cái người lại, kìm cái người lại. Đi mạnh hơn nữa đi xem nào. Thả lỏng cơ mặt ra nha. Em bước ra là phải có năng lượng rồi, tập trung lên nha. Chỉ cần một bạn làm sai là sẽ ảnh hưởng hết cả team. Bạn đã phải hiểu là bạn đang tham gia cái gì và bạn cần phải cố gắng nỗ lực như thế nào để chứng tỏ bản thân mình là một người xứng đáng. Đúng rồi đó, tất cả các bạn đều quên hết cái vai rồi. Mở vai ra, tự tin lên, trời ơi. Trong cái quá trình training không những Vân lo mà Vân lo gần chết. 12 bạn có một cái điểm chung là vậy nè. Lúc nào đi cũng ơi, có nhìn kiếm gì vậy? Ủa, có gì dưới tiệm gì vậy? Thật sự rất là hồi hộp, rất là áp lực, bởi vì một cái thời gian quá ngắn để mà tập luyện. Nếu mình tự tin mình có một cái posing gì đó đặc biệt, chị welcome. Nhưng mà đừng có lung tung quá, đừng có múa may quay quần hay gì đó. Ví dụ chị khuyến khích trả lại chỉ một cái động tác nhẹ vậy thôi, để làm signature của bản thân. Chứ đừng có rất ghê nha. Đi giống đi chợ quá. Bước ra sân khấu lúc nào mặt mình phải diễn thần thái để diễn rồi. Mọi người chỉ cần bước dài cái chân á là cái hông nó đã tự đánh rồi. Ok, chị nghĩ là team mình vậy là ổn rồi. Cả lớp nghỉ. Tự tin lên nha. Ê, nó nghe nè chị, đứng cái xích vô nó nghe nè. Sao mà sao thấy bị sợ hãi điều gì vậy chị, hỏi thiệt á. Áp lực. Vân thấy là các thí sinh của team Vân thì rất là áp lực. Tại vì thử thách trước các bạn đã không thành công. Tụi em phải tận hưởng cái cuộc thi này, tận hưởng cái hành trình này, tận hưởng những thử thách ha. Ok, bây giờ 1, 2, 3 mình ra cái nè. 3, 2, 1. F-I-R-E Fire. Ok. 1000 hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, mà tất cả những gì hiện hữu ngày hôm nay đều là những cái điều may mắn mà ông trời ban cho chúng ta, phải không ạ? What a team! Nước chảy đá mòn. Yeah! Nhà khí không bao giờ nản chí. Yeah! Tin rằng là sàn cát của hôm nay sẽ rất là đặc biệt và thú vị. Đi. Ban giám khảo ở đây nè, không nhìn qua bên kia.
xuống đèn giúp em nha. Mấy bạn ở sau canh nhau nha. Một bên đang 6, một bên đang 5, không có đều được, canh tương đối thôi. Đếm đúng mực đó, mình đứng ngay cái vị trí đó, xoay lại một cái là ra là tươi luôn, tạo dáng luôn, thần thái nha. Chấm điểm thần thái nha mấy đứa, nhớ nha, đừng có loay hoay cái quên cái mặt căng thẳng nha. Đây có phải là chốn bồng lai tiên cảnh không, giống như đi trên mây vậy? Mặt không hề có hồn, mọi người không có thời gian để mọi người rehearsal đâu, lát nữa là diễn thật á. Với Hoa thì bạn cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là khi mà bạn đảm nhận cái vị trí đó, bạn có làm tốt hay không. Thần thái nha Linh ơi, không căng thẳng. Có nghe thấy đổi nhạc không? Đổi nhạc là em đã phải bước dần dần xuống rồi. Khi mà bạn rehearsal, Hoa rất lo lắng bởi vì The Queen không thể múa được, bạn làm những cái động tác rất là cứng. Nhạc ơi, đang đi nhanh nha, em đi từ từ quá vậy. Đi có năng lượng lên. Ơ, bạn ấy đi xuống là em đã phải xuống rồi. Nè mọi người nghe nhạc này, nhạc nó bụp 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 mà đi ai cũng như đưa đám vậy. Em đợi đèn sáng lên hết rồi em đi xuống nha. Cái điểm nhìn tập trung vô, có cái gì con mắt lia tùm lum tùm la hết á. Tập trung vô, dạng cái mặt ra, thi hoa hậu. Vô ở bên đây nè, nhìn nè. Đứng sau hậu trường thì Vân rất là tập trung. Đôi khi cái sự tập trung của mình có thể là làm cho các bạn hơi sợ, nhưng mà không sao, các bạn sợ mà các bạn tốt là Vân chấp nhận. Không có nhìn cái bơm, dịu dàng nha. Tập trung nè, tập trung nè. Em Vân đáng sợ thiệt, tại Vân ngồi ở phần trên, Vân nhìn xuống mà mặt Vân rất là căng, Vân trợn mắt là Vân nhìn vậy nè. Nhớ không, tập trung giùm chị đi, mình chỉ có vài phút thôi, cố gắng lên. Sao mà mình mãi là vai ác thôi. Thiệt ra nhìn vậy thôi chứ trong lòng hiền lắm, trái tim là đầy yêu thương mà thôi. Nè, có nghe thấy đổi nhạc không? Đổi nhạc là phải đổi một dáng đi liền, đi nhanh lên. Nhi ơi, Nhi xuất hiện thì Nhi cũng phải pose dáng nha, nhiều dáng vào. Đứng im góc vậy. Mình cũng cảm thấy lo lắng, không biết là hai bạn này có đảm nhiệm tròn vị trí hay không. Cái bậc thang này hôm nay có vượt qua hay không, đó là ở đây này. Rồi, cho em xin nhạc chào kết đi ạ. Và hôm nay, những thiên thần của chúng tôi sẽ chính thức bước vào show diễn của Miss Earth Việt Nam 2023 với bộ sưu tập Xuân Hè đến từ thương hiệu Sixdo và nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Ngay sau đây, tôi xin được giới thiệu ban giám khảo. Đó chính là Chủ tịch Miss Earth Việt Nam, trưởng ban giám khảo bà Trương Ngọc Ánh, nhà báo Trần Nguyễn Thiên Hương, đạo diễn Long Can, doanh nhân Lê Linh. Và cuối cùng đó chính là giám khảo khách mời, đạo diễn Catwalk Nguyễn Hưng Phúc. Chị Trương Ngọc Ánh, cảm nhận của chị Ánh như thế nào khi đến với sàn diễn Catwalk của Miss Earth Việt Nam 2023? Tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều những cái viên đá và viên sỏi. Đây là một cái thử thách rất khó. Nhưng mà tôi nghĩ là thực ra cái thử thách này nó cũng ngụ ý là cái con đường để các bạn có một cái ngôi vị cao nhất thì luôn luôn nó không bằng phẳng. Nó phải rất nhiều chông gai và cần cái sự khổ luyện, sự quyết tâm, sự bền bỉ của các bạn rất nhiều. Thì đó là những điều mà chúng tôi cho các bạn trải qua trong từng quá trình khi mà tham gia Miss Earth Việt Nam 2023 hành trình trái tim xanh này. Cảm ơn chia sẻ đến từ Chủ tịch Trương Ngọc Ánh. Và ngay bây giờ, Hiếu Nguyễn xin chào đón sự xuất hiện của ba mentor. Xin chào đón mentor Hà Thu, nhà nguyên tố khí. Xin mời sự xuất hiện của mentor Khánh Vân, nhà nguyên tố lửa.
Và cuối cùng xin mời sự xuất hiện của mentor Bùi Quỳnh Hoa, nhà nguyên tố nước. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn đầu tiên của nhà nguyên tố khí. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trình diễn tiếp theo của nhà nguyên tố nước, mentor Bùi Quỳnh Hoa. Mình cũng cảm thấy lo lắng, tại vì trong cái vòng rehearsal, First Face là Diệp Quyên và Verdes là bạn Nhi đang làm, Hoa cảm thấy hơi thất vọng. Không biết là hai bạn này có đảm nhiệm tròn vị trí hay không?
rất là bất ngờ. Cái thử thách ngày hôm nay các bạn đang làm rất là tốt và đang cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn cuối cùng của nhà nguyên tố lửa Mentor Khánh Vân. Vân chỉ cầu mong là các bạn thực hiện tròn trịa thử thách và không có bị bất kỳ một cái sự cố gì là Vân đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Thì Vân không tin các bạn đang là thí sinh đâu. Tại vì trong một cái khoảng thời gian chỉ có một ngày, không thể nào thay đổi một con người được. Nhưng mà các bạn đã làm được điều đó.
Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét nhà nguyên tố khí đến từ ban giám khảo. Các bạn làm cho tôi rất là ngạc nhiên, bởi vì hôm nay các bạn như là một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi rất thích khi hai bạn đi chung, cũng rất là thông minh, rất là ấn tượng. Và bạn first face của nhóm Hà Thu đi ra đầu tiên tôi cũng giật mình. Có rất nhiều bạn ở cái thử thách trước thì làm chưa được tốt lắm, nhưng ở cái thử thách lần này tôi phải wow, sao bạn có thể được như thế này. Thì tôi nghĩ đây cũng là công sức của cả mentor và nỗ lực của các bạn. Đáng khen cho Hà Thu. Cảm một tràng pháo tay cho mentor Hà Thu và các bạn thí sinh của nhà nguyên tố khí. Đôi lúc tôi cảm thấy các bạn lướt nhẹ nhàng như những đám mây, đôi lúc thì lại giống như những cái đóa hoa nở ra trong cái khu vườn thiên nhiên này. Mentor Hà Thu cũng đã rất là khéo léo và cũng lồng ghép một vài cái động tác múa rất là nhẹ nhàng. Mặc dù trong thời trang thì tôi không thích lắm, nhưng mà qua cái phần thể hiện của các bạn thì tôi cũng cảm thấy rất là thiện cảm với phần trình diễn vừa rồi. Chúc mừng các bạn. Ở phần thi trước á, chị có những lời góp ý với đội em là chị muốn các em mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và hôm nay chị rất là vui vì thấy được cái điều đó của tụi em. Cảm ơn Hà Hu rất là nhiều. Cảm ơn chị. Đội em mở màn một cách xuất sắc và ngoạn mục luôn. Mọi thứ diễn ra rất là trôi chảy và nhẹ nhàng. Anh rất thích đội của em luôn nha. Cảm ơn anh. Các cô gái khí hôm nay tạo cho tôi một cái cảm giác rằng là đây chính là cái sự tươi mát khi mà chúng ta ngồi giữa một cái môi trường thiên nhiên trong lành tuyệt đẹp như thế này. Tôi cũng có một lời khen rất là tốt cho Yến Nhi. Rõ ràng là giám khảo đã không sai khi chọn bạn làm first face của chương trình đúng không? Ngoài ra thì Quỳnh Trang cũng là một bạn có cải thiện rất là nhiều so với lần trước. Các em đã làm rất tốt hôm nay. Cảm ơn các em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét nhà nguyên tố nước. Tôi tiếc quá. Tôi rất muốn có một cái nón trên đầu để tôi ngả mũ khâm phục. Wow. Những cô gái tuyệt vời bước đi rất là high fashion. Chắc chắn là mentor Quỳnh Hoa đã phải dành rất là nhiều thời gian để rèn luyện cho các bạn. Và cái quan trọng nhất, cái tôi thích ở các bạn là các bạn biểu cảm rất là tốt, xuất sắc. Yeah. Khi mà tôi xem xong cái phần trình diễn của các bạn á, tôi chỉ biết hốt lên là wow. Bởi vì cái sàn catwalk này á, nó rất là khó. Tôi đi thử, tôi muốn té nhào xuống luôn á. Nhưng mà hôm nay thấy thần sắc của các bạn á, đi như vậy á, tôi cảm thấy là tôi rất là phục. Team nước thì tôi cũng có ghi là cái màn múa đầu tiên của bạn Diệp Quyên mà tôi không nhận ra bạn luôn. Nó rất là ấn tượng. Các bạn đi những cái bước chân rất là chuyên nghiệp và các bạn có tương tác với khán giả của mình là chúng tôi. Nó trên cả cái mà chúng tôi kỳ vọng. Rất là tuyệt vời. Không chỉ là Diệp Quyên đâu, cũng nhiều bạn lắm, khác. Có rất là nhiều Tracy các bạn. Rất tốt. Rồi Nguyễn Thị Trang. Tôi rất là thích các bạn cho tôi thấy một vẻ đẹp rất khác của nước, một cái sự biến hình rất ấn tượng. Và ngoài cái phần mà trình diễn catwalk thì tôi cũng rất là khen về layout make up hôm nay của các bạn. Các bạn cho tôi thấy một cái nụ cười bí hiểm dẫn cho chúng tôi đến với một cái không gian của một cái khu vườn liêu trai hơn, nó mộng mị hơn, và ở đó tôi tìm thấy được một cái vẻ đẹp của nước. Cảm ơn Quỳnh Hoa. Anh rất là thích cái cách Quỳnh Hoa sắp xếp cho từng bạn thí sinh ở đây rất là đồng đều. Và anh thích cái cách sáng tạo khi mà Quỳnh Hoa cho tất cả các bạn đứng trên cái bục ở chữ Miss Earth và ngay cả cái phần chào kết lên đây và xoay lại, đến nỗi mà chị Thương Hương quay qua nói với anh Phúc là trời ơi sao mà cái đội này hay dữ vậy em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của nhà nguyên tố lửa. Khi nói về team của Khánh Vân, Hưng Phúc có hai cái điều chia sẻ sau. Thứ nhất là các bạn thí sinh của Khánh Vân cảm nhạc rất là tốt. Cái đặc trưng thứ hai, từng cái động tác mà các bạn hất cái váy, cái tà rất là giống Khánh Vân. Mình phải nói là khi mà chúng ta trình diễn, làm sao mà để cho nhà thiết kế thấy được bộ trang phục của họ đẹp, và các bạn đã làm được điều đó. Và tôi hy vọng là anh Đỗ Mạnh Cường sẽ hài lòng với những cái bộ trang phục vừa rồi. Chúc mừng các bạn. Thực sự ra lúc này tôi đang tự hỏi là không biết ngày mai mình có show nào hay không. Bởi vì nếu mà có show thì chắc chắn tôi sẽ mời các bạn trình diễn. Wow. Yeah. Những sải bước rất là chuyên nghiệp, một thần thái rất là high fashion và rất là tự tin. Dù chỉ mới là thí sinh của một cuộc thi hoa hậu, một cuộc thi trang sắc thôi. Thực sự ra tôi cũng rất là ấn tượng với một hai bạn và đã cho điểm tuyệt đối. Wow. Tôi thì hơi khó tính. Tôi đánh giá một show trước tiên có thành công hay không là tôi có cảm thấy tôi nín thở, tôi muốn theo dõi bước chân của người mẫu từ đầu đến cuối hay không. Tôi có cảm thấy tôi muốn chiêm ngưỡng những cái bộ trang phục đẹp trên người các bạn hay không. Tôi có cảm thấy gương mặt của các bạn hút hồn của tôi vào đó hay không. Thì điều đó hôm nay team của Khánh Vân đã làm được rất là tốt. Cảm ơn chị. Thật ra khi mà chị xem á, chị nổi da gà luôn á. Chị rất là cảm ơn Khánh Vân đã cho chị xem được màn trình diễn rất là hay như thế này. Wow. Tôi sẽ nói một vài điểm tôi rất thích ở đội Khánh Vân. Cái búng tay của bạn bước đi đầu tiên và cái cách
mà xếp đội hình, Khánh Vân đã tận dụng được hết tất cả những layer của sân khấu, từ trên kia, từ dưới này và cả trên này. Đó là điều rất thông minh. Đây phải nói là như một show diễn thời trang chuyên nghiệp. Tôi không cảm giác là tôi đang ngồi chấm thi hoa hậu. Nó quá tuyệt vời. Và tôi nghĩ là sau cái chương trình này thì sẽ có rất là nhiều bạn được các nhà thiết kế hay là các đạo diễn như Long Can hay Hưng Phúc sẽ mời để đi diễn thời trang. Đây là tôi gài cho các bạn á. Một tràng vào tay để cho anh Long Can và anh Hưng Phúc nhớ ạ. Và bây giờ là đến các mentor. Cảm xúc như thế nào khi đội của mình đã hoàn thành phần thi một cách xuất sắc? Cảm xúc em bây giờ rất là hài lòng khi mà các bạn đã làm được không chỉ các thí sinh nhà nguyên tố khí mà còn nhà nguyên tố nước, nhà nguyên tố lửa, tất cả tạo thành một màn trình diễn thời trang rất là tuyệt vời. Dạ, em cũng như chị Hà Thu, em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì nhìn thấy được sự trưởng thành của các bạn và các bạn đã quá tỏa sáng. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến cả ba team ạ. Ở vòng dưới show thì thực sự em cảm thấy là chắc chết rồi, chắc hôm nay team mình không làm được. Nhưng mà khi mà các bạn lên sân khấu, em thực sự em không tin được là các bạn lột xác đến mức như vậy. Và em xin chúc mừng cho cả ba team đã làm một cái phần thi. Hôm nay em nghĩ không phải phần thi nữa mà nó là một fashion show quá mãn nhãn. Và ngay bây giờ, ban giám khảo cần thời gian để hội ý và đưa ra kết quả cuối cùng của mình dành cho ba đội. Yeah, ôm nhau cái nào. Chúc mừng cho tất cả chúng ta vừa hoàn thành xong thử thách thứ hai. Chị rất là vui bởi vì thấy được sự thay đổi của tất cả các bạn. Chị cảm thấy là chị có thể bốc được 12 bạn này làm người mẫu nếu mà chị có sâu. Chị hồi hộp, mấy cái cục đá nó rất là sợ. Mấy đứa đi như không luôn. 10 điểm. Chị đã nhìn ra được một số bạn rất là sáng bởi sự cố gắng, bởi sự thể hiện tốt. Phải nói là chị rất là xin lỗi mọi người khi mà trong cái phần tập luyện chị đã la mọi người rất nhiều. Nhưng mà không hiểu sao lên sân khấu thì giống như là ai nhập gì đó khác hẳn. Bây giờ là mình đến với một phần không nghĩ là các bạn cũng đang rất là mong chờ đúng không? Mọi người cũng biết thì cái vòng này chị vẫn phải trao cái vòng quế cho một bạn. Nếu như mà mình không thắng ở thử thách này thì đồng nghĩa với việc mình sẽ mất đi một người phát ngôn. Nhi, cô gái mang vòng nguyệt quế hiện tại, mời em lên đây. Bây giờ chị sẽ trao lại vòng quế đấy cho chị. Mời Lan Anh sẽ đưa lại cho chị vòng nguyệt quế này. Chị muốn trao cái vòng nguyệt quế này như một sự ghi nhận của chị đối với người này. Chị rất là công bằng, ai làm tốt thì đều có quyền giữ cái vòng nguyệt quế này. Cô gái nào mà nhận chiếc vòng nguyệt quế này thì chị nghĩ rằng áp lực nhiều hơn là vui. Đáng lẽ là chị phải trao vương miện rồi, nhưng mà bạn mà được ban giám khảo khen nhiều nhất, chị sẽ chọn bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần quan trọng nhất của chúng tôi. Đó chính là phần công bố kết quả. Và trước khi đến với phần công bố kết quả, tôi xin lưu ý đội chiến thắng ở thử thách lần này sẽ được ưu tiên lựa chọn dự án Eco ở vòng tiếp theo. Và đội chiến thắng không bị chặn thí sinh ở vòng thuyết trình đó. Hai đội còn lại sẽ phải chặn thí sinh ở vòng thuyết trình trong dự án Eco. Điều đó sẽ làm các bạn mất đi lợi thế và có thể dẫn tới thua cuộc của cả một hành trình. Chắc chắn là hôm nay nhà nguyên tố nước sẽ lại thắng thử thách mới nữa. Mình không thể nào đoán được là team nào là team chiến thắng luôn, bởi vì ban giám khảo toàn khen thôi. Team nước ngoại đỉnh, cho nên là Vương rất là hy vọng tới 80% team nước sẽ win tập này. Và ngay bây giờ đây, tôi xin được mời Chủ tịch Miss Earth Việt Nam, bà Trương Ngọc Ánh sẽ công bố đội chiến thắng. Hôm nay cả ba đội đều rất xuất sắc, nhưng thử thách lần này chỉ có một đội chiến thắng. Và trên tay tôi là số điểm của cả ba đội và số điểm lần lượt như sau: 99,25, 106,79 và 114,52. Và bây giờ tôi xin được công bố team chiến thắng thuộc về nhà nguyên tố lửa. Tuyệt vời. Mãi là tuyệt vời thôi. Vui. Không biết diễn tả cái niềm vui đó như thế nào. Trước tiên là em xin được phép gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ban giám khảo rất là nhiều. Phải nói rằng đây là một sự khích lệ. Và chúng em sẽ cố gắng tốt hơn nữa và không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Xin cảm ơn mentor Khánh Vân. Hai đội còn lại
sẽ phải chặn thí sinh của nhau trong phần thuyết trình ở thử thách dự án Eco. Và bây giờ tôi xin mời mentor Bùi Quỳnh Hoa sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Thí sinh mà em sẽ lựa chọn bên team của chị Hà Thu. Đó là Quỳnh Trang. Và tôi xin được hỏi mentor Hà Thu, thí sinh Quỳnh Trang có đang giữ vòng nguyệt quế hay không? Thì mời Quỳnh Trang xuống đây được không? Thì mời Quỳnh Trang, em tự tin không? Thôi chị đội đi chị, đi em tự tin coi. Wow. Tôi có vòng nguyệt quế ạ. Chị hiền nhưng mà chị hay nha. Chiến thuật của chị Hà Thu quá hay. Trời ơi, xuất sắc. Trời ơi. Quyền chăn của Bùi Quỳnh Hoa đã bị vô hiệu. Và ngay bây giờ, xin mời mentor Hà Thu đưa ra quyết định của mình. Lần trước nhờ những thử thách của ban giám khảo thì em đã thấy được một thí sinh rất là mạnh. Chính vì vậy mà quyết định cuối cùng của Hà Thu dành nút chặn này cho Kim Chi. Hoa biết chắc chắn 100% chị Thu sẽ chọn Kim Chi. Và em cũng đoán Quỳnh Hoa sẽ tiếp tục đổi vòng nguyệt quế cho Kim Chi. Nếu là Vân, Vân cũng dành vòng nguyệt quế cho Chi. Xin xác nhận cuối cùng đến từ mentor Bùi Quỳnh Hoa. Mời Chi xuống đây đúng không ạ? Lịch sử lặp lại hả? Em được biết là vòng tiếp theo á, ngoài việc mà các bạn thuyết trình, các bạn sẽ có phần phản biện. Và em biết chắc chắn các team khác sẽ phải rất là dè chừng Kim Chi. Và đó là lý do em không dành vòng nguyệt quế cho Kim Chi vòng này. Nghĩa là Kim Chi được phản biện. Phải nói là mình bị bất ngờ. Hoa không có ngại cái việc mà Hoa bị chặn Kim Chi. Wow. Tại vì em đã có một chiến thuật riêng của bản thân em. Chị sẽ trao cái vòng quế này cho Việt Duyên. Rất là áp lực. Tên 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 tên. Ok, rất mừng Quyền. Và điều đó đồng nghĩa với Kim Chi sẽ không được thể hiện phần thuyết trình của mình. Hơi tiếc, bởi vì Vân cảm thấy Kim Chi rất là thông minh, rất là sắc sảo, rất là nhạy bén. Mình cũng muốn là mọi người sẽ được nhìn thấy một Kim Chi đã thay đổi như thế nào sau khi được rèn luyện và học tập. Tuy nhiên là mất cơ hội thì tôi cũng có cảm thấy khá là tiếc. Cho chị ôm Chi một cái được không? Sorry em, nếu mà chị có làm gì khiến em buồn. Tự nhiên chị thấy có lỗi quá. Chắc chắn là mọi người sẽ nói là Hoa đang chơi rất là liều. Nhưng mà Hoa chơi rất là công tâm, đối xử với nhau công bằng. Thì tất cả các bạn thí sinh cảm thấy mình được tôn trọng. Chị sẽ chọn bạn Thu Trang. Rồi. Chị thích cái năng lượng của em. Và chị hy vọng rằng em sẽ không làm cho chị cảm thấy thất vọng. Cố gắng lên nha. Cái sự chiến thắng của team mình làm cho mình quên đi hết những cái cực nhọc, những cái mệt mỏi cả ngày làm việc luôn. Chị Khánh Vân á, ở đằng trước quay lại ôm tụi em. Trời, tụi em ôm nhau cứng nhắc luôn. Thực sự là lúc đó tụi em cảm xúc rất là vui và mừng khủng khiếp luôn. Nhưng mà em nghĩ đây sẽ là một cái bài học và một cái động lực để mà cho team tụi em chiến đấu cho tập tiếp theo. Cũng có hơi buồn một xíu tại vì mình đã làm không có tốt cái phần thi của mình. Thì có thể là nó sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Sau cái phần thi kết thúc thì thật ra là mình nghĩ là mình vui. Tại vì mình đã dám làm hết những gì mình có thể. Mình dám làm những gì mà trước rồi mình ít khi làm. Điều mà mình muốn nhắn gửi nhất tới mentor của mình là chị Bùi Quỳnh Hoa. Chị ơi, em muốn nhắn là em yêu chị. Và cảm ơn chị rất là nhiều.